mình sẽ cho cái con cá vào. Hello hello, xin chào mọi người nhé. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống. Ê thì hôm nay mình lại vào bếp làm cái món ăn đây mọi người ơi. Đây, hôm nay mình có con cá diêu hồng này, mình sẽ đem đi chiên sốt với lại cà chua. Để mời mọi người xem mình làm cho vui nhé. Rồi ok, tiến hành thôi. Đây, mình cho vào đây một ít cái dầu ăn này. Đây, mình cho vào cái chảo chống dính này. Cho chảo chống dính một ít cái dầu ăn này, mình chiên con cá lên. Đây, mình chiên lên nha, mình sốt cho nó thơm ngon. Đây, mình bỏ con cá vào nhé, con cá này to phết đây. Đấy, mình bỏ vào mình chiên. Đây, mình chiên thì mình cho một ít dầu ăn thôi. Đây, mình không cần dùng nhiều dầu ăn đâu. Rồi ok, mình chỉ cần chiên như thế này thôi nhé. Đây, mình chiên cho nó săn chắc, nó thơm ngon là được. Đây, không cần phải chiên giòn đâu. Để mình đưa ra đĩa để mình tiến hành đi sốt cà chua nhé. Rồi ok. Rồi ok, mình sẽ sử dụng cái chảo này để sốt nhé. Mình cho cái dầu ăn lúc nãy mình chiên cá còn dư mình cho vào đây. Đây, mình cho cái hành tỏi khô bằm nhuyễn vào. Khi cái hành tỏi khô bằm nhuyễn này nó thơm mà mình cho cà chua vào thôi. Cà chua thì mình thái cái dạng hạt lựu nhỏ nhỏ thế này là mình xào là nó nhanh nha, nhanh mềm, nhanh chín. Đây, để nó ra cái nước sốt là rất là ngon luôn. Đây, khi cà chua này nó chín thế này là mình sẽ nêm vào. Mình cho vào đây một muỗng cái hạt nêm cờ non. Mình cho vào một muỗng nước mắm nhé, nước mắm thơm ngon luôn. Đây, mình cho vào một thìa bột ngọt mì chính này. Đây, rồi mình cho vào một ít nước sôi nhé. Mình cho ít nước thôi. Đấy, mình chỉ cần cho một ít nước như vậy thôi. Rồi khi cái sốt này nó sôi này, mình sẽ cho cá vào thôi. Này, mình sẽ cho cái con cá vào. Cho cá vào mình sốt nhé. Đấy, mình sốt là mình dưới cái nước này lên. Vì mình cho ít nước thôi, chứ nếu mình cho nhiều nước là nó không ngon đâu. Nên trong quá trình sốt là mình dưới cái nước này lên cho nó ngấm. Một lát là mình trở cái con cá đi. Đấy, mình sốt một lát cho được cái mặt dưới là mình trở cái mặt xuống cho nó ngấm. Chứ còn cái nước sốt này là mình không nên đổ nhiều nước. Đổ nhiều nước là nó không ra gì luôn. Rồi mình cứ để vậy mình sốt nhá. Mình sốt một lát nữa là mình trở con cá đi. Cho nó ngấm trên ngấm dưới cho nó ngon. Rồi ok, mình sốt như thế này là được rồi mọi người nhé. Đấy, sốt một lát mình trở đi là mình tiếp tục sốt. Sốt cho nước nó cạn, sệt sệt thế này là được. Đấy, nó ngấm rất là ngon luôn. Đây, để mình tắt bếp nhé. Đây, rồi đây mọi người ơi. Đây, mọi người trông cái món cá diêu hồng. Đây, đem sốt với cà chua mình thực hiện rất là đơn giản luôn. Làm cách này để rất là nhanh chóng gọn lẹ nhé. Đây, mình không cần phải chiên cho giòn đâu. Mình chiên sơ cho nó hết cái mùi tanh và nó săn con cá lại là được thôi. Đây, mình làm cái nước sốt cho nó ngon là được. Đây, mình sốt cho chín cá đi thì mình đem đi dùng thôi.
Đấy, rồi cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.